Xin chào cả nhà. Buổi tối tôi về nhà, vừa về thì có một ông anh chơi cây cùng, rủ tôi, hai anh em rủ ra ngoài chém gió uống bia. Tôi cho chết tại chỗ luôn, sau gọi taxi đưa về nhà đàng hoàng. Về nhà vẫn còn chưa đủ đô uống bia chém gió tiếp với anh em. Đùa, tôi cũng không ngờ trên đời này là có người uống bia còn kém tôi. Trước giờ tôi toàn thua, không ngờ có cuối cùng là tôi cũng tìm được cái người bị tôi hạ tại chỗ đấy. Phải nói là một cái tin rất là vui. À đấy, như mọi người vừa xem đấy, là dạo gần đây là cậu em, có một cậu em cậu nhắn tin đấy, như mọi người nhìn thì theo cái hình bảo anh ạ, tình hình cây cối bây giờ là em không ngờ nó sốt như thế. Em biết là nó sốt nhưng không nghĩ là nó sẽ sốt nhanh, với cả nó khủng như thế, một cái cây như thế mà gần 200 triệu. Thật ra thì cái này thì anh đã dự tính anh nó từ trước rồi còn gì. Anh, tôi phải nói với bạn nghe là gần đây cái phân khúc mọi người sẽ thấy ấy, là cái phân khúc cây xanh, bất kể xanh quê hay điền đều lên giá ở phân khúc mini và tầm trung. Cây xanh mini và cây tầm trung trở về, quê hay điền đều có giá, đều lên giá so với ngày xưa. Đó. Cây càng đẹp thì lên giá càng nhiều, và mà lên giá với những con số mà người ta không thể hình dung ra được. Tôi giật mình. Thế nhưng mà đấy là cái mà tôi đã nhìn trước, tôi đã dự định và nhìn thấy nó từ trước rồi. Từ trước các bạn có thể xem qua các cái video clip tôi đã nói thì chắc là các bạn sẽ thấy là tôi nói đúng. Và khi mà tôi đã nói được ra như thế thì có nghĩa là trước đó, thực tế thì trước đó rất nhiều năm mà tôi đã nhìn thấy rồi. Đương nhiên tôi phải nhìn thấy thì tôi mới xác định mục tiêu và tôi đi theo con đường này chứ, đúng không ạ? Không nhìn thấy thì ai đi, chẳng có gì là rùa ở đây cả. Tại vì làm sao, vì cái đấy là mình hoàn toàn có thể phân tích được mà, mình có thể mình dùng cái đầu tư duy mình phân tích được mà. Những cái người yêu cây cảnh nghệ thuật ấy, họ chưa bao giờ họ chán, chưa bao giờ họ chán cây cảnh nghệ thuật cả, mà họ chỉ cần một cái lý do thôi. Rất là nhiều người trong cái giờ chơi cây, từ khi chơi cây đến bây giờ trải qua rất nhiều các cái cơn thăng trầm, có lúc sốt, có lúc nguội, nó tùy từng thời kỳ. Tuy nhiên thì trước khi nó có được cái thị trường nóng hiện tại thì thị trường cây nó cũng khá là im, hơi lặng tiếng. Tại vì tôi nhớ tôi chơi là khi tôi chơi cây là thị trường cây lúc đấy là chết đứa đừ, mà chết đứa đừ thì tôi mới mua được cây chứ, chứ còn với cái thu nhập của tôi làm sao tôi mua được khi mà nó sốt, đúng không ạ? Đương nhiên rằng là tôi đã phân tích cho anh em nghe, cậu ấy rất là ngạc nhiên khi cái cây nó đắt. Thì hôm nay tôi cũng sẽ làm một clip tôi phân tích cho cậu hiểu tại sao nó lại như thế, chém gió chia sẻ luôn, chia sẻ cho cậu ý, cũng chia sẻ luôn cho mọi người. Tôi sẽ hôm nay tôi sẽ nói về cây cảnh nghệ thuật theo hướng kinh tế thị trường, tôi không nói về hướng nghệ thuật nữa nhá. Bộ môn cây cảnh nghệ thuật này có trong cái nhìn ấy, chúng ta phải có một cái nhìn đa chiều, cảm tính và lý tính, nhìn về nghệ thuật, nhìn về kinh tế thị trường. Đó, trong bộ môn chơi này nó bao gồm rất nhiều cái, chứ không chỉ đơn thuần là ông cắt một cái cây xong ông ngắm nó đâu, cái đó không có. Cho nên là nghề chơi là một cái bộ môn nó rất là sâu rộng, ta phải tìm hiểu nó về nhiều góc cạnh, nhìn nó về nhiều góc cạnh. Thì hôm nay tôi sẽ nói chuyện với anh em theo góc độ kinh tế thị trường. Tại vì là chúng ta tại vì là tại sao tôi lại có cái góc nhìn như thế, tại vì ngày xưa tôi làm gì có trình độ, bắt buộc tôi phải phân tích nghệ thuật theo cái hướng kinh tế thị trường, đúng không ạ? Chứ còn nếu mà tôi có trình độ thì không nói làm gì.
Thì hôm nay bây giờ tôi sẽ phân tích nha, về cái thị hiếu của người chơi. Tại sao bây giờ người ta lựa chọn để phân khúc cây nhỏ và cây tầm trung, người ta không còn lựa chọn cái phân khúc cây bể bơi nữa, hoặc là ít. Tại sao? Vừa uống bia vừa chém. Cái kênh này cái chém gió, anh em nghiêm túc thôi, bỏ qua nhé. Các bạn hãy hình dung là kinh tế của đất nước chúng ta phát triển thực tế là từ những cái năm 90, khi chính phủ có những cái điều chỉnh theo hướng kinh tế mở, kinh tế thị trường. Thì chúng ta phải nhìn lại cái bối cảnh lịch sử những cái năm 90 ấy. Đất thì rộng, người thì thưa. Chúng ta vừa mới trải qua chiến tranh mà dân số còn thưa thớt lắm. Đất thì rất là rộng, đúng không ạ? Hoang vu. Đó. Thế rồi thì theo thời gian, con người bây giờ dân số chúng ta bây giờ là 97 triệu người rồi. 97 triệu người mà dân cư lại tập trung chủ yếu ở thành phố, đúng không ạ? Ở các tỉnh rồi mà thành phố. Thì đất ở trên thành phố, đất chật người đông thì đương nhiên là người nhiều thì đất sẽ bị ít đi. Ví dụ ngày nay ở trên Hà Nội, gia đình nào có khoảng 50-70 mét vuông là tốt rồi. Đấy là khá rồi đấy. Đấy là từ khá trở lên. Đó, thế thì thực tế là thế mà, anh em xem cái bảng giá đất thì biết. Đó. Thế thì đương nhiên là đất thì chật, người thì đông. Sẽ có người nói rằng là tại vì là những cái ông đấy, ông ấy đông nhưng mà đất ông dập, nhưng mà các cái đại gia thì người ta đất vẫn bạt ngàn. Cái đấy là đúng. Đại gia, nhưng mà cái đại gia đó thì liệu có được bao nhiêu người? Có được bao nhiêu người? Các bạn phải hiểu đất nước của chúng ta là cái đất nước còn đang phát triển. Cái nòng cốt kinh tế chủ yếu của đất nước mình ấy, có một chút kiến thức về kinh tế cho anh em hiểu. Nền kinh tế chủ yếu của đất nước Việt Nam nằm ở các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhỏ và vừa. Anh em tìm hiểu về kinh tế thì biết nhé. Chứ các bác đừng có bị ngớp với đại gia. Đại gia thì họ có đấy, nhưng mà họ không nhiều đâu. Mà cái đối tượng quyết định nền kinh tế của đất nước Việt Nam này là những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm tỷ trọng lớn. Đó, thế thì các bạn phải hiểu là cái nền kinh tế nó phụ thuộc vào đâu. Bạn đừng có nhìn vào đại gia. Chúng ta phải lấy cái tầng lớp ở giữa giữa. Đấy, tầng lớp đấy đông nhất. Và đồng tầng lớp đấy, tầng lớp lao động quyết định, quyết định cái nền kinh tế. Thế thì tương ứng với cái điều đó, các bạn sẽ thấy ở Hà Nội, những cái người mà có điều kiện khoảng 5-70 mét vuông, đấy là gọi trung bình. Khá thì có thể có 200-250. Ôi trời ơi, thế là kinh lắm rồi đấy. Trong thành phố, từ ven ven ra ngoài thì cái lượng người đấy thì người ta làm sao ta có thể chơi những cái cây to như cái bể bơi được, đúng không ạ? Người ta sẽ có xu hướng là thu nhỏ cái đồ chơi của người ta lại. Thế nhưng bù lại, họ sẽ nâng cao cái chất lượng lên, nâng cao cái độ tinh xảo lên, người ta không bị ngợp và cái to nữa. Thì cái đấy nó cũng tương ứng với cả cái xu hướng của một cái người chơi cây thôi. Khi chúng ta mới chơi, chúng ta thất thích những cái to hoành tráng, nhưng mà khi chúng ta chơi lâu thì chúng ta thấy những cái nhỏ tinh xảo nó là quý bình thường. Và kể theo tính lịch sử, cái vấn đề to nhỏ sẽ nói theo góc độ lịch sử đi. Thì các bạn phải hiểu là ngày xưa ấy, những cái người ở Hà Nội mình, người cũng rất là nhỏ, bàn ghế cửa các thứ, mọi thứ rất nhỏ, nó không có làm gì có lâu đài. Chưa kể là thời buổi đấy thô sơ lạc hậu, không có máy móc hỗ trợ, toàn phải sức người sức trâu. Các cụ làm sao chơi được cái đồ bể bơi? Các bạn nhìn qua các hình ảnh tư liệu lịch sử thì thấy là các cụ nhà ta chơi cây ấy, nó bắt đầu từ những cái chậu rất nhỏ, chậu lan, chậu hoa bé bé đó. Qua cái ảnh đen trắng ấy, các bạn sẽ thấy làm gì có cái bể bơi.
bể bơi là người ta làm non bộ đó. Thế thì xuất phát điểm bộ môn cây cảnh nghệ thuật này, nó phải từ cái nhỏ nó tiến tới cái lớn đó. Thế nhưng mà các bạn phải nhớ là cái thời kỳ toang của cây cảnh nghệ thuật ấy, là cái thời kỳ cây to lên đá vô tội vạ, người ta không còn chú trọng đến cái nghệ thuật nữa. Lúc đầu thì là chơi rất là kỹ, là tinh, nhỏ xinh các cụ trao đổi với nhau. Sau một thời gian cái môn đấy nó phát triển, nhiều người quan tâm, mới biến tướng thành những cây to để làm sao để mà đi lòe những cái người không hiểu gì. Thế thì cái gì có cái giá của nó, khi mà nó biến tướng thành cây to đến dần 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 người ta mới nhận ra, đầu tiên là cứ tung hô nhau, dần dần mới nhận ra là à không ổn rồi, thế mới dẫn đến toang. Đó, nó có lý do nó cả. Tôi được thuốc. Xong rồi khi mà kinh tế phát triển, đặc biệt là cái mạng Internet. Cái mạng Internet nó là một cái mà có thể nói là thay đổi toàn bộ cục diện, toàn bộ cuộc chơi. Ai mà không theo kịp thì đúng là toang, thiệt thòi. Chẳng qua là cái độ toang nó không ngay lập tức mà nó độ trễ, nó từ 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 đó. Khi cái mạng Internet nó ra đời, tương ứng chúng ta có cái diễn đàn cây cảnh ấy. Như ngày xưa tôi nhớ diễn đàn cây cảnh việt.com hồi tôi mới chơi là cái diễn đàn đó. Internet ra đời nó đã kinh rồi, nhưng mà cái Facebook nó ra đời thì nó còn kinh khủng hơn nữa. Cái Facebook nó ra đời thật sự là làm thay đổi toàn bộ cục diện của trời. Tất cả chúng ta phải thay đổi và điều chỉnh ngay. Bởi vì sao? Vì cái tính ảnh hưởng của nó, tính truyền thông của nó quá là mạnh mẽ, nó cập nhật thông tin quá nhanh. Ngày xưa chúng ta chơi, tôi nhớ cái ngay cái thời của tôi, muốn biết một cái nhà nào cây đẹp đến tận nơi xem, mà muốn xem đâu phải dễ. Người với người phải làm quen người ta mới cho lên xem. Đó phải như bây giờ thích lên xem. Bây giờ nó dễ lắm, mà lại khó khăn lắm mới có được một cái tin. Cái thông tin ấy, nó rất là chậm. Thành ra mới sinh ra cái chiêu trò giấu miếng mới giữ hàng, cái thứ ABC và cờ ấy. Biết nhà ông này có cây đẹp thì thôi không nói, để dành dành ủ mưu để đến B. Cái kiểu ngày xưa là thế. Thế nhưng mà khi mà cái Facebook ra đời 4.0 thì cuộc chơi nó thay đổi. Đó, đấy là lý do, đấy chính là cái lý do vì sao mà tôi nhìn thấy trước được từ cách đây rất là lâu năm này. Đó là chính là khi mà tôi nhìn thấy cái Facebook. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là cuộc chơi nó thay đổi khi mà cái sự bùng nổ của công nghệ thông tin. Nhưng mà nó thay đổi theo chiều hướng nào mới là quan trọng. Cuộc chơi nó thay đổi, nhưng nó thay đổi theo chiều hướng nào? Ai sẽ là người tạo ra cái chiều hướng đó? Đấy là cái mà tôi nhìn được. Nó sẽ bao gồm rất là nhiều cái, nhưng mà tôi có thể chắc chắn với các bạn. Tôi có thể chắc chắn, cái đấy tôi biết, không thể nói hết ra được, tại vì nó dài lắm. Thế nhưng mà tôi có thể nói chắc chắn với các bạn một điều. Thứ nhất là cái size cây, cái kích thước cây sẽ phải điều chỉnh lại cho phù hợp với cái không gian của các ông. Có thể các bạn sẽ bảo rằng là các đại gia vẫn có những siêu cây này, siêu cây nọ, xin lỗi các ông luôn, họ cũng không nhiều đâu. Và họ cũng không thể ôm hết được cái lô cây khổng lồ đấy đang tồn tại trong cái làng cây. Nó nhiều quá. Thế thì cái lượng người chơi quyết định cái cuộc chơi này là cái lượng chơi ở cái tầm phân khúc trung lưu ấy, phân khúc bình quân ấy, nó tương ứng với cái nền kinh tế. Đấy mới là cái phân khúc quyết định đến cái cuộc chơi. Thế nhưng mà ở cái tầng lớp như thế, họ đang độ tuổi trẻ thì làm sao mà họ thành đại gia được? Có mấy ông nào mà 40-50 tuổi là đại gia đâu? Nó ít lắm. Cho nên các bạn đừng có ảo tưởng về ông này ông kia. Hãy nhìn những cái nó đơn giản nhất. Đó. Thì những người đấy mà họ mà sở hữu được một cái cây to thì những cái cây phần còn lại họ lấy gì ra họ bày. Mà cái môn này là người ta gọi là sân chơi, là ai cũng muốn là chơi nó phải đa dạng, không ai muốn trong vườn nhà mình chỉ có mỗi trồng chọc một cái cây cả. Đó. Và cái lượng người đó, người ta chơi nhiều, người ta tạo ra sự giao lưu trao đổi
một cái thị trường nó rất là sôi động đó. Cho nên đấy, em đọc tầng lớp quyết định đến cuộc chơi. Thì với cái tầng phục vụ cho các tầng lớp đấy, đương nhiên là với những cái cây giá trị nó phải hợp lý thôi, nó không có loại nhiều tỷ nhiều tỷ, nó phải hợp lý, kích thước nó cũng phải nhỏ gọn thuận tiện, nó phải đáp ứng nhiều tiêu chí để phục vụ các tầng lớp chơi đó. Đó, và các bạn phải hiểu là các tầng lớp chơi đó thì họ sẽ đa phần ở thành phố. Cái này là chúng ta phải tính theo cái mật độ dân số và mật độ kinh tế, chứ không có tính kỳ thị. Nhưng đương nhiên nền kinh tế phải tập trung ở thành phố, ok chưa? Cho nên đấy là cái mà tôi đã nhìn thấy nó từ nhiều năm rồi. Đó, thế thì cái này nó chỉ là cái giai đoạn này thì nó mới là độ chớm chớm khởi đầu của một cái chu kỳ, chứ và cái chu kỳ của cây cảnh thì anh em biết rồi, nó lâu dài hơn cái chu kỳ của lan va rất là nhiều. Cậu đấy, cậu hỏi tôi một câu tôi buồn cười rằng là bây giờ tôi sẽ nói về giá trị, nói về giá trị với anh em. Cậu ấy cậu nói với tôi rất buồn cười rằng là em không nghĩ là cái giá trị nó nóng nó sốt như thế. Thế thì tôi phải chia sẻ với các bạn như này. Một khi cây cối được xem như là một bộ môn chơi và nó có cái giá trị thương mại, vừa có giá trị nghệ thuật vừa có giá trị thương mại, vậy cái tính thương mại của nó sẽ chịu ảnh hưởng của cái kinh tế thị trường. Không phải không một ai quyết định được cái điều đó, các bạn phải hiểu như thế, không một ai quyết định được. Ví dụ như cây lan, tại sao một cây lan bé tí có thể nhân giống, đúng không ạ? Mặc dù nó là quý đột biến nhưng mà nó có thể nhân giống, nó lại có giá đến nhiều tiền đến như thế. Trong khi đó một cây cảnh nó ra nó độc bản, đúng không ạ, mà nó lại không thể có được cái giá trị như vậy. Các bạn nghĩ thử mà xem. Và rõ ràng là về tuổi đời của cái cây lan nó mới có 4 năm trở lại đây. Thế còn cái tính phổ biến trên toàn thế giới thì chúng ta không cần phải nói về cái tính bền vững của nó. Thật ra chúng ta chỉ là người tham gia vào cuộc chơi thôi, chứ còn chúng ta chơi cây được bao nhiêu năm chưa chắc đã bằng tuổi đời một cái cây. Đấy, nó thật nó là như thế. Cho nên là cái xu hướng của cái thằng cây cảnh nghệ thuật này nó là rất là dài, một xu hướng, một chu kỳ đi xuống đi lên của nó là nó rất là dài, chứ nó không phải là loại ngắn ngày. Đó, khi mà người nhiều người chơi người ta đã yêu thích được rồi thì đương nhiên chính cái thị trường nó sẽ là nơi quyết định giá trị của nó. Chứ đắt rẻ thì tôi nghĩ rằng là trong cái cuộc chơi này nó đắt rẻ nó rất là khó, nó thuộc vào cái trình độ của chính bạn. Chúng ta không 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 ai kiểm soát được cái điều đó cả. Đó, cái quan trọng là nó phải thật, nó đừng có chiêu trò, đừng có làm chiêu trò. Cái thật và cái giả nó luôn luôn tồn tại song hành, nó bày ra trước mắt các bạn. Thế nhưng mà việc phân biệt đâu là thật, đâu là giả thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái khả năng phân tích tư duy của các bạn. Đó, chúng ta phải nhìn nhận nó góc độ của nó là như thế. Lan va thì mới có 4 năm trở đây. Thế còn cái môn cây cảnh nghệ thuật này thì anh em thấy rồi, nó có từ từ rất lâu đời rồi. Tôi không thể cho anh em một cái số liệu chính xác, tuy nhiên qua các tư liệu lịch sử thì tôi nghĩ là nó có từ rất lâu đời rồi, đúng không ạ? Và nó được phổ biến trên toàn thế giới đó. Thì tại sao các bạn có thể tin một cái cây lan va có thể nhân bản trong vài tháng, nó nhân lên thành mấy cây, nó tiền tỷ được, trong khi đó một cái cây bonsai, một cái cây xanh hay là một cái bonsai thì nó già và nó không thể sao chép, mà nó lại không thể có cái giá đó, có đúng không ạ? Cho nên là tất cả nó là do kinh tế thị trường quyết định. Nếu như nó là những cái giao dịch thật thì nhà nước không bao giờ can thiệp. Tại vì sao?
tại vì là nó giúp thúc đẩy nền kinh tế, giống như là hiện tại thì quốc gia chúng ta là xem sinh vật cảnh là một bộ môn thúc đẩy nền kinh tế, một bộ môn quan trọng nha. Cái công văn mới của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ấy tôi vẫn nhớ, số bao nhiêu không nhớ đó. Nếu như nó là giá trị giao dịch thật, đương nhiên nó sẽ giúp cho nền kinh tế phát triển, nó thúc đẩy lao động sản xuất, tăng thu nhập, nhà nước họ sẽ hoan nghênh chứ, họ có can thiệp làm gì. Nhưng mà tại sao Lan Va thì lại họ lại can thiệp, các báo đài liên tục cảnh báo nhắc nhở về hiện tượng, tại vì là Lan Va có vấn đề, người ta thấy có hiện tượng không thật, họ có hiện tượng làm giá, và cái hiện tượng làm giá đó thì sẽ gây rất là gây nguy hại cho cái nền kinh tế. Bởi vì làm sao? Bởi vì nó giúp cho một số người làm giàu, nhưng mà rất nhiều người tán gia bại sản, nó làm hại nền kinh tế đó. Cho nên là người ta, nhà nước phải can thiệp thôi. Bởi làm sao? Vì cái nền kinh tế của chúng ta là nền kinh tế thị trường có sự tham gia điều tiết của nhà nước. Đó, anh em thấy tôi nói kinh tế hay không? Đùa, đời không bao giờ nghĩ mình nói những cái câu như này. Đó, đấy là tôi chỉ nói vui với anh em ấy thôi, chém gió tí. Kênh này là như tôi nói ở đấy là kênh kênh liên thiên nhé. Cho nên là cái vấn đề mà cái xu hướng chơi, cái gu chơi và cái sự gia tăng về giá là cái mà tôi đã nhìn được thấy từ nhiều năm về trước. Thế còn cụ thể nó như thế nào thì cái đấy thì tôi cũng đang cũng giống như các bạn cũng đang trải qua, cho nên là tôi cũng không thể nói trước được là nó sẽ đến đâu. Tuy nhiên tôi có thể khẳng định một điều, những cái giao dịch thật, những cái giá trị thật, nó phản ánh đúng cái thị hiếu và cái gu chơi của những người chơi đó. Thế còn những cái giao dịch ảo mang tính chất làm bầu, thổi giá nâng bi A B C và G, nó thể hiện cái điều gì? Thể hiện là các ông đã có vấn đề, đang nhé hết cả răng ra. Chứ còn cuộc đời ấy, nếu mà đã kiếm được tiền ấy, thì cứ âm thầm mà kiếm thôi, chứ có mấy ai kiếm gà vừa kiếm vừa gào cái mồm lên là anh em ơi. Đúng ạ, mình cứ phải thực tế là như thế. Cho nên là cái vấn đề là cái xu hướng, cái giá trị nó lên, nó phản ánh cái xu hướng của người chơi thôi. Tôi nói phải khoe với anh em, ngày xưa tôi bán cái cây mini của tôi ra, như hôm vừa rồi cậu Trần Tính là cái cậu Huân cậu lên đấy, cậu tôi có hỏi anh em xem clip thì biết, tôi hỏi cái cây dạo này nào, và anh ơi cây bé giờ khó mua, nếu mà có dễ mua là em phải mua lại những cái cây em đã từng bán thì giá là một cái hợp lý, chứ còn em mua mới là cây giá nó rất là cao đấy. Cậu ấy là thợ bán cây chuyên nghiệp ở Nam Định ấy. Anh em xem cái clip hôm vừa rồi tiếp hai em ấy thì biết, cậu bảo là em bây giờ đi nhập nhập phôi giá nó rất là cao, và em phải mua lại những cái cây mà em đã từng bán để có một cái giá nó hợp lý hơn đấy, anh em thấy không? Thế nhưng mà tôi thật với các bạn nhé, tôi nói thật là hai ông đấy thế là còn là may. May vì làm sao? Là họ còn nhập được những cái cây mà họ đã từng bán. Còn tôi mà nhập lại những cái cây tôi đã từng bán ấy, thì tôi nói thật anh em luôn là tôi vỡ mồm. Tôi vỡ mồm bởi làm sao? Là những cái cây mà tôi đã từng giao lưu ra ngoài ấy, tôi giao lưu qua một người, thì cái người đấy họ lại bán tiếp sang người khác với cái giá mà bây giờ bảo tôi rước về tôi không rước nổi. Nó lên rất là nhiều, cho nên là cái cậu đấy cậu còn mua lại được những cái cây của cậu ý là còn giỏi đó. Nhưng tôi bây giờ làm sao tôi mua lại được những cái cây của tôi? Anh em cứ tìm hiểu những cái cây mà tôi đã từng giao lưu ra giá bao nhiêu, và hiện tại nó đã giao lưu qua những ai, giá cả như thế nào. Anh em chỉ cần hỏi cái người chủ đang sở hữu là sẽ ra ngay, đúng không ạ? Người thật việc thật đó. Mà những cái điều tôi nói trên kênh này các bạn đều biết, tôi chỉ một mình, tôi không có hội hè, không có băng nhóm, không có trên bến dưới thuyền, tôi có mỗi mình tôi là một người chơi độc lập đó. Và những cái mà tôi biết hoàn toàn là tôi chứng kiến thì tôi biết thôi họ, và hơn nữa là cái lượng người ghét tôi tương đối là đông, mặc dù tôi chả quen họ. Cho nên là những cái
lời nó có tôi đúng hay sai, thật hay giả thì anh em phải dùng cái đầu của mình để tư duy, đúng không ạ? Ồ, này say rồi. Hôm khác xem gió tiếp anh em nhé. À quên, sau cái clip này chắc là tôi cũng khá là bận, không không còn nhiều thời gian nên xem gió với anh em, làm clip cho anh em cũng chia sẻ luôn. Thời gian tới tôi sẽ là bận, chắc là nghỉ một thời gian. Chào nhà. Quên, còn một điều nữa tôi chưa tranh thủ tiện đây tôi nói luôn. Chính vì là tôi đã nhìn được một cái xu hướng chơi như vậy từ trước đây rất là lâu, cho nên là tôi mới nói rằng là trước đây tôi muốn là càng nhiều người ghét tôi thì càng tốt. Đó. Tại vì tôi nhìn thấy một cái xu hướng như vậy và tôi đánh cược với cái xu hướng đó, tôi đánh cược luôn. Cuộc chơi là tôi đánh cược luôn. Đó, cho nên là tôi muốn là những cái người 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 đời càng nhiều người ghét tôi, họ chê tôi thậm tệ ABC và cờ này họ quá nhiều, càng nhiều càng tốt. Bởi vì làm sao là khi mà cái xu hướng nó được hình thành, những cái người đó mà họ còn giữ vững được lập trường, giữ vững được lối chơi, đi ngược hẳn lại trào lưu, đó, lúc đó tôi mới nể. Nếu như mà một cái xu hướng mới được hình thành mà những cái người đang giữ cái lối chơi cũ ấy, mà trước đây họ đã từng chê tôi, nói tôi rất là nhiều, mặc dù tôi chẳng quen biết gì đâu, họ vẫn giữ vững được lập trường, không bị nghiêng theo xu hướng giống như tôi ngày xưa. Ngày xưa tôi cũng là người đi chơi ngược xu hướng mà. Họ mà giữ vững được lập trường, không theo xu hướng thì tôi mới là nể. Họ làm được như thế tôi mới nể. Đó, nhưng mà phải cố gắng là giữ vững lập trường một chút nhé. Tại vì khi một cái xu hướng ra đời, nó không chỉ đơn thuần là vấn đề đẹp xấu nghệ thuật đâu, nó còn là vấn đề giá trị kinh tế. Cho nên là những cái người mà ngày xưa đã từng chê tôi, nói không tốt với tôi ấy, mà họ giữ vững được lập trường, không bị nghiêng theo xu thế giống như tôi ngày trước, tôi mới nể. Làm được tôi mới nể. Chia sẻ luôn anh em nhé. Chào nhà.